mời tất cả quý vị khán giả quay trở lại câu chuyện mà làm cho cộng đồng mạng hết sức là phẫn nộ trong thời gian qua. Một sự việc một người chồng cũ tên Phúc đã ra tay sát hại vợ mình, đó là chị Nhung, bỏ lại 5 đứa con bơ vơ. Thì hôm nay Phương Văn xin phép được chia sẻ thực sự ra nỗi đau của những người trong cuộc, những người mất cha xa mẹ và những người mà nội ngoại hết sức là đau lòng vụ việc đã xảy ra. Nhưng có lẽ là câu chuyện này nó lan tỏa một cái làn sóng phẫn nộ và nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Cái nỗi đau mất mát của gia đình vẫn còn đó. Tuy nhiên cộng đồng mạng họ vẫn dậy sóng về vấn đề này. Sau khi anh Phúc đã tới nhà vợ cũ, đã cầm dao và tước đoạt mạng sống của chị Nhung, làm cho chị ra đi vĩnh viễn không về, bỏ lại 5 đứa con mồ côi mồ cút, thực sự là hết sức là đau thương. Kính thưa quý vị khán giả, thì theo chia sẻ của những người hàng xóm qua các kênh YouTube, các anh em đã chia sẻ thông tin, thì quý vị khán giả thấy là có cái sự phản ứng trái chiều giữa hai bên. Có những người là chua xót đau khổ cho gia đình của chị Nhung đã bị anh Phúc là chồng cũ tước đoạt mạng sống của mình, bỏ lại 5 đứa nhỏ bơ vơ. Thật sự không có nỗi đau nào bằng, dù cho anh Phúc cũng đã bị bắt tạm giam trong đêm, nhưng mà cái việc phẫn nộ của cộng đồng là anh Phúc quá ác, làm như vậy để lại cái nỗi đau trong lòng, và những đứa trẻ sau này lớn lên nó sẽ bị khuyết tật về tâm hồn. Hiện tại thì mẹ đã ra đi vĩnh viễn rồi, còn cha thì đã bị bắt tạm giam, còn lại 5 đứa nhỏ bơ vơ phải sống nương tựa vào ngoại hoặc nội. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ trong cuộc sống này không ai bằng cha bằng mẹ, cái người mà kề cận lo lắng cho con nhỏ. Nội ngoại thì sống thời gian rồi, ông bà cũng già rồi, cũng theo ông theo bà ở lại sống với cậu mợ dì chú bác, liệu họ có lo chu toàn như là con ruột hay không? Vì có những cái hoàn cảnh mà gia đình của họ còn con cái, đôi khi cuộc sống dưới quê nó gặp nhiều khó khăn nữa, không thể nào mà bao bọc nổi hết 5 đứa con, rồi đây cuộc đời của mấy đứa nhỏ như thế nào? Đó là cái nỗi đau để lại và cái hậu quả không lường cho những người muốn chiến thắng, muốn chứng tỏ ta đây, muốn đoạt mạng sống của người khác. Thế rồi hậu quả và pháp luật cũng trừng phạt những người tàn ác giống như anh Phúc. Đó là cái hiển nhiên sự thật. Quý vị khán giả thấy làm việc ác thì phải trả giá mà thôi. Nhưng tới ngày hôm nay thì theo chia sẻ của những người hàng xóm, 5 đứa nhỏ hiện tại là ở với bà ngoại. Bà ngoại nói là có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, và vẫn đùm bọc 5 đứa cháu. Còn bên nội thì mong muốn là đem 3 đứa cháu về nuôi. Vì khán giả biết là chị Nhung trước đây là có một người chồng đầu tiên mà không may qua đời, sinh một đứa con. Và cái người chồng thứ hai thì sinh thêm một đứa con nữa. Và cái thông tin không biết người chồng thứ hai đó còn sống hay là chết. Nhưng hiện tại thì chị Nhung đã lấy cái người thứ ba, đó là anh Phúc, là anh Xô, đẻ thêm 3 đứa nữa, là tổng cộng là 2 đứa trước với 3 đứa sau là 5 đứa. Thực sự mà nói, cái cuộc đời của người phụ nữ nó long đong lận đận và trong nhờ đục chịu như đám lục bình trôi. Là người phụ nữ, ai cũng mong muốn khi mình có gia đình, mình mong muốn được hạnh phúc trọn vẹn, mình mong muốn được người chồng thương yêu, đầm bọc, chở che, là cây tùng ke bách. Nhưng đôi khi những người phụ nữ thực sự chúng ta không gặp may mắn, và hầu như nhiều người cũng đã bị khổ và vất vả. Người ta nói là mỗi hoa người ta thường nói là mỗi cây mỗi người ta thường nói mỗi hoa mỗi trái, mỗi nhà mỗi cảnh. Quý vị khán giả, thực sự hoàn cảnh của mỗi người không giống nhau. Ở trong cuộc sống này nhiều người hết sức là đau thương, và cuối cùng chị Nhung phải là chết dưới tay của một người chồng cũ của mình. Quý vị khán giả thấy nhiều người hàng xóm thì cũng cho rằng là chị Nhung trước đây cũng chơi bời, không có đi làm,
anh Phúc thì đi làm một tháng đưa 8-9 triệu đồng. Kính thưa quý vị khán giả, chắc có lẽ Phương Văn xin chia sẻ như thế này: anh Phúc là cái người mà đi làm công nhân, thì thử hỏi với một tháng mà đưa vợ 8-9 triệu đồng, liệu đó có phải là sự thật hay không, hay là cái việc đó nói hơi bị lố. Thật sự công nhân mà làm 8-9 triệu đồng mà đưa cho vợ hết 8-9 triệu như vậy chắc là khó. Và chị Nhung ở nhà thì ăn chơi, đôi khi đi hát, đi ca, đi uống rượu với bạn bè, để lại 5 đứa con mà anh Phúc là người nuôi. Đó là chia sẻ của người hàng xóm. Và bên cạnh đó thì cũng chia sẻ là bên nhà ngoại cũng thường ăn chơi, đá gà, cờ bạc, vẫn còn nợ nần. Cho nên hiện tại cộng đồng mạng và một số người có cái sự bàn luận tranh cãi, vì hiện tại là 5 đứa nhỏ ở nhà ngoại thì được Mạnh Thường Quân đang giang tay giúp đỡ hỗ trợ cho số tiền. Và nhiều người cũng chia sẻ rằng có gia đình của họ đã cho 50 triệu đồng và hơn thế nữa, và nhiều người cũng cho 10 triệu, 5 triệu vân vân. Nhưng có nhiều người thì người ta không đồng tình, nghi ngờ đâu đó cái việc ăn chơi giống như đá gà cờ bạc của phía nhà ngoại thì sẽ ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ. Sau đây xin mời quý vị khán giả nghe một đoạn của một người khán giả đã chia sẻ. Thì quý vị khán giả thấy rồi đó, có những người hàng xóm, có những người thì cũng phẫn nộ về hành động của anh Phúc vừa qua, đã là ra tay sát hại vợ mình. Anh Phúc cũng đã bị công an bắt trong đêm. Thật sự nói gì thì nói, nhưng mà cái việc mà tước đoạt mạng sống của người khác là không thể chấp nhận được. Pháp luật không thể mà khoan hồng cho những người đó. Và có nhiều người thì cũng chia sẻ rằng là mong muốn pháp luật sẽ có khoan hồng cho anh Phúc sớm trở về lại với xã hội và nuôi mấy đứa nhỏ. Thì liệu cái hành vi của anh Phúc và cái tội của anh Phúc, liệu anh có trở về sớm trước khi mấy đứa nhỏ đã trưởng thành hay không? Chắc có lẽ khi anh trở về thì mấy đứa nhỏ cũng đã lớn, nó cũng đã có gia đình, và đôi khi anh Phúc cũng không trở về được, tuổi già sức yếu, có thể là đâu đó cũng ra đi không về nữa. Thì cái điều mà mong trở lại thì đó là của những người hàng xóm chia sẻ mong muốn là pháp luật khoan hồng để anh Phúc trở về. Nhưng nhiều người thì rất là phẫn nộ vì bàn tay bạo tàn của anh Phúc mà cầm dao hai lần. Lần thứ nhất đã là làm gãy cán dao, lần thứ hai và cũng gây dao đó và đã là sát hại chị Nhung luôn, đã tử vong trong đêm. Thì quý vị khán giả thấy cái điều mà cộng đồng mạng không thể nào mà chấp nhận được một người chồng quá ác độc như vậy. Còn bây giờ thì để lại 5 đứa nhỏ, có nhiều người bàn ra bàn vào, bên bà ngoại thì không cho, bên bà nội bắt về nuôi, có nghĩa là con chung của anh Phúc và chị Nhung là 3 đứa sau. Thì bà ngoại nói có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhưng mà ở đây thì nhiều người hàng xóm có vẻ là cũng không đồng thuận với bên ngoại giữ số tiền của Mạnh Thường Quân. Thật sự cái số tiền thì nhiều người cũng cho rất là nhiều, có thể là lên qua con số hàng trăm. Thì nhiều khán giả không đồng tình là nhà ngoại ăn chơi cờ bạc gì đó, mà chúng ta không phải là người trong cuộc, cho nên thực sự cái điều này chắc có lẽ là những người dân địa phương cũng như là những người thân trong gia đình mới hiểu rõ là bên ngoại nhận số tiền của Mạnh Thường Quân là bao nhiêu. Và phía nhà nội cũng mong muốn là nhận 3 đứa nhỏ về để nuôi và chăm sóc, cho rằng là nhà nội thì có công ăn việc làm, có làm ăn đàng hoàng chân chính, cho nên để dạy dỗ mấy đứa nhỏ nên người. Còn bên phía ngoại thì có cái cuộc sống hơi là gọi là ăn chơi, đá gà, cờ bạc, đó là theo người dân chia sẻ. Nhưng không biết sự thật như thế nào, thì quý vị khán giả thấy giữa hai bên, mặc dù là cả nội, cả ngoại đều hết sức là đau khổ. Bên ngoại thì mất mát một người con của mình, đứt ruột đẻ ra. Bên nội thì bị chỉ trích là có một đứa con quá sống quá ác như vậy ra tay sát hại vợ cũ của mình, và hiện tại thì anh ấy cũng vào nhà đá để lại 5 đứa con cô cút bơ vơ như vậy. Thực sự cái điều mà trong cộng đồng mạng trước đây thì gia đình người ta rất là tang thương,
Nhưng mà cái câu chuyện này thì làm cho cộng đồng mạng quan tâm là dậy sóng, phẫn nộ cái việc anh, việc hành động của anh Phúc rồi. Còn bây giờ tới cái việc hậu, mà bây giờ giữa hai bên nội ngoại có thể là ai nuôi cũng được, miễn sao mà cho các con no ấm và đầy đủ ăn học, sau này không có cha có mẹ nhưng mà vẫn cấp sách đến trường. Đó là cái điều mà chắc có lẽ cộng đồng mạng mọi người cũng rất là mong muốn. Tuy nhiên thì bây giờ cái số tiền mà Mạnh Thường Quân cho đó, phía nhà ngoại đó, người ta quyên góp đó, có nhiều người nói là gia đình cho 50 triệu, có nhiều người thì nói là cho bên nội cũng được 10 triệu, vân vân. Nói chung là trong cái câu chuyện này thì nhiều Mạnh Thường Quân xa gần, thương mấy đứa nhỏ thôi, bơ vơ coi cút như vậy. Và hiện tại thì nhà ngoại nuôi, cho nên nhà ngoại nhận số tiền đó để lo cho các cháu. Thì giữa hai bên có những cái phiền khích và không có đồng thuận với nhau, và lời ra tiếng vào, kể cả những người hàng xóm đôi khi chia sẻ về những cái sự thật mà chúng ta và cộng đồng mạng chưa biết trước đây của gia đình chị Nhung và gia đình của anh Phúc. Chắc có lẽ là những người hàng xóm lân cận thì dù sao đi nữa người ta cũng biết được cái câu chuyện này. Gia đình nói là gia đình của anh Phúc á, thì lo làm ăn, còn gia đình của chị Nhung thì ăn chơi cờ bạc. Chắc có lẽ người trong cuộc thì người ta hiểu hơn thôi quý vị khán giả. Và người hàng xóm cũng chia sẻ rằng là anh Xô, ảnh đến nhà chị Nhung do là chị Nhung chơi bời gì đó, và anh Phúc ghen tuông. Mà thực sự chị Nhung và anh Phúc đã ly hôn, tòa án đã quyết định ly hôn rồi. Cho nên là bây giờ cái cuộc sống của chị Nhung như thế nào đi nữa là cái quyền lựa chọn của chị Nhung. Còn việc anh Phúc mà đến nhậu xỉn, quấy rối và làm phiền cuộc sống người vợ cũ như vậy thì chắc có lẽ điều đó là không đúng rồi. Và tới hậu quả là anh Phúc cầm dao tước đoạt mạng sống của chị Nhung. Cái điều này thật sự là pháp luật không thể nào mà tha thứ được, và cái hậu quả không lường để lại cho gia đình mình. Và hiện tại thì vẫn lùm xùm cái câu chuyện tiền nong giữa hai bên. Thôi thì Phương Văn xin chia sẻ những cái thông tin tới đây. Phương Văn sẽ cập nhật những cái thông tin mới để chia sẻ cho quý vị khán giả. Phương Văn hiện tại có hai kênh, Phương Văn Official và kênh Cuộc Sống Đời Thường. Mong tất cả quý vị khán giả đăng ký hai kênh để theo dõi những câu chuyện khác nhau. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả một buổi tối bình an. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.